Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà là món nấm đùi gà kho nước tương. Món này tuy đơn giản rẻ tiền, nguyên liệu thì ít và cũng dễ tìm, dễ kiếm nhưng ăn rất ngon. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 400g nấm đùi gà, 3 củ hành tím, mấy cọng hành lá, nước tương 3 muỗng canh rưỡi, đường 1 muỗng canh lưng 15g, hạt nêm 1 muỗng cà phê 6g, tiêu 1/2 muỗng cà phê. Mình chuẩn bị 700ml nước, 1 muỗng canh bột năng, 1 muỗng cà phê muối. Mình cắt hết chân nấm và cái nào đen đen thì mình cắt bỏ. Mình rửa nấm bằng bột năng với muối thì nấm rất là sạch. Mình khuấy đều, mình ngâm nấm 5 phút rồi mình đi rửa sạch. Đầu hành mình để riêng, lá hành mình sắc nhỏ. Đầu hành và hành tím mình cũng băm nhỏ. Một trái ớt thì mình cắt mình trang trí. Còn hai trái thì mình băm nhỏ. Nấm ráo mình đi chẻ nấm. Cây này mình chẻ làm 4. Cây này to thì mình cắt làm đôi. Và mình chẻ thành những miếng vừa ăn. Mình đi ướp nấm. Đường 1 muỗng canh lưng 15g. Tiêu 1/2 muỗng cà phê. Hạt nêm 1 muỗng cà phê 6g. Nước tương 3 muỗng canh rưỡi. Mình trộn đều và mình ướp 20 phút. Ta có thể ướp lâu hơn. Mình cho vào 1 muỗng canh hành tím mình ướp luôn. Nước tương mình xài loại này, nếu ai xài nước tương thường thì mình xài 4 muỗng canh. Mình cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Mình cho hành vô mình phi. Hành vàng mình múc ra 1 muỗng. Để lát nữa mình cho vào sau cho nó bóng. Mình cho ớt vô mình phi luôn. Mình cho nấm vào mình xào. Lúc này mình để lửa lớn. Mình cho vào 1 muỗng canh nước màu đường. Mình đảo được 5 phút, bây giờ mình hạ lửa nhỏ xuống. Mình đậy nắp lại, mình đun lửa riu riu cho nó ngấm. Mình đun được 5 phút, bây giờ mình đảo đều lên cho nó ngấm. Mình cho vào 4 muỗng canh nước. Mình đậy nắp lại, mình cũng đun lửa cháy riu riu. Mình kho được hơn 20 phút rồi. Bây giờ thì nấm của mình được rồi thì mình tắt bếp. Bây giờ mình cho cái dầu hồi nãy mình chừa lại vô cho nó bóng. Mình cũng đảo lên. Mình cho vào một ít tiêu.
Mình cho hành lá và ớt vào. Bây giờ mình thưởng thức. Mình mời cả nhà nha. Nấm thì dai dai, gia vị thì cay cay mặn mặn, rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.